vô cùng đơn giản mà bố mẹ thể hiện tại nhà của mình. Nếu bố mẹ đang có con từ lứa tuổi mầm non thì chắc hẳn bố mẹ sẽ thấy rằng bé luôn thích thú, tò mò, ham học hỏi và khám phá mọi thứ xung quanh. Niềm hạnh phúc lớn nhất đối với các bé chính là được tham gia hoạt động học và đi chơi cùng với bố mẹ của mình. Vậy thì hãy thu xếp mọi công việc bận rộn và dành thời gian cho con của mình nhé. Bạn cần đến một vài vỏ hộp chứa đồ cho sinh hoạt ở nhà. Chúng càng đa dạng về màu sắc, kích thước và chất liệu thì càng tốt. Cùng với vài dụng cụ đơn giản, hãy phô biến chiếc hộp của bạn nào. Còn bạn sẽ rất thích điều này. Rồi ơi, cô có gì này? Rồi ơi, bí mật á? Bí mật này là cái gì nhỉ? Đây là cái gì hả Rồi? Cái hộp này để làm gì hả Rồi? Để trẻ làm quen và tự chơi một lúc, bạn sẽ có thời gian để quan sát và nhìn ngắm thiên thần của mình. Trẻ nói to tên của hình mà trẻ chọn để thả vào trong hộp nhé. Bố mẹ có thể sử dụng màu nước để trẻ tô màu trên chính những hình dạng được tạo ra từ vỏ hộp. Bố mẹ hãy cùng con lắp ghép xe ô tô, ngôi nhà
hay bông hoa đầy sáng tạo nào? Như vậy, chỉ với một chiếc hộp nhỏ, con của bạn sẽ đầy hào hứng để khám phá những hình dạng khác nhau trong thế giới toán học. Thông qua việc chơi, bé sẽ dần phát triển và hình thành được các kỹ năng lắng nghe câu hỏi qua dẫn dắt của bố mẹ, cảm nhận chất liệu qua sờ chạm, quan sát chi tiết các góc cạnh của các hình, cảm nhận về đường nét, không gian của hình thông qua trò ghép thả hình và khoảng trống của các hình trên vỏ hộp. Điều đặc biệt, bố mẹ sẽ thấy sự sáng tạo vô cùng trong quá trình chơi và quá trình tương tác hỏi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại bố mẹ trong các hoạt động thú vị tiếp theo. Audio Jungle.